Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp theo mình sẽ vẫn làm series top 10 bộ hoạt hình 2D mà các bạn không nên bỏ qua. Top 10 của mình đó là sự sắp xếp, chứ chưa nói được bộ nào là đỉnh. Vì có nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng phim này hay hơn, tại sao không lên được top cao? Đó là như vậy, cho nên phim nào hay á thì các bạn hãy để lại bình luận và ủng hộ kênh mình bằng một like và nhớ đăng ký kênh để theo dõi. Cứ 5 ngày mình sẽ ra một video cho các bạn, mong các bạn cũng thông cảm vì mình bận công việc và rất muốn chia sẻ thêm nhiều bộ hoạt hình Trung Quốc cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Toàn chức pháp sư. Tỉnh lại sau một giấc mộng, thế giới thay đổi đáng kể. Vô số trường học dạy ma pháp xuất hiện, cổ vũ các học sinh trở thành ma pháp sư xuất sắc. Mặc phàm được coi là một phế vật, nhưng nhờ cha của mình cầu sinh mới có thể nhập học vào trường cấp 3. Cậu được cô bạn Mục Ninh Tuyết rất thích, nhưng vì gia cảnh nên cha cô ấy không cho, coi thường là một phế vật. Chính nhờ cha của mình nên cậu có thể học cấp 3. Trong khi thức tỉnh ma pháp, cậu được hỏa hệ, tưởng chừng hết nhưng ngay sau đó lại đạt thêm một hệ khác là lôi hệ. Chính từ đó trở thành ma pháp sư song hệ, nhờ chiếc vòng cổ không rõ lai lịch nên tu vi tinh tiến rất nhanh, con đường trở thành ma pháp sư hùng mạnh, bỏ ngoài tai những lời kỳ thị khinh rẻ của mọi người, dần dần bước lên đỉnh cao. Toàn chức cao thủ. Là một game thủ, nếu các bạn bỏ qua phim này thì thật sự là đáng tiếc. Diệp Thu được ca ngợi là bậc thầy của game vinh diệu, trò chơi trực tuyến nổi tiếng hàng đầu, với tuyệt kỹ bá đạo Phục Long Tường Thiên nắm ngôi vô địch. Sau bị câu lạc bộ trục xuất vì nhiều lý do, sau khi bị trục xuất rời khỏi nghề, anh ta lại trở thành nhân viên quản lý cho một tiệm net nhỏ. Nhưng với kinh nghiệm 10 năm về game, mang theo những hồi ức năm nào, với món vũ khí tự chế chưa hoàn thành, anh ấy đã tạo một team với những đồng đội mới, hứa hẹn trở về con đường đến cao vinh diệu ấy. Cạch Thiên Ký. Đây là một bộ phim hoạt hình Trung Quốc mình rất thích. Trong số hơn 50 bộ phim mình đã giới thiệu cho các bạn, xoay quanh câu chuyện nghịch thiên cải mệnh, thái thủy thiên niên có thần thạch từ bầu trời rơi xuống, phân tán tại nhân gian, thượng diện tuyên khắc lấy đầu đằng, người đời bởi vì xem đầu đằng mà ngộ đạo. Mấy ngàn năm về sau, thiếu niên 14 tuổi, cô nhi tên là Trần Trường Sinh, mệnh cách ẻo sẽ chết vào năm 20 tuổi, vì chữa bệnh của mình đi vào thần đô, mang theo một tờ hôm ước mở ra con đường nghịch thiên cải mệnh, cường giả quật khởi. Câu chuyện đầy tính triết lý, với những âm mưu quỷ kế, những cuộc đấu trí căng thẳng trên con đường nghịch thiên cải mệnh lại trời của một thiếu niên mềm yếu, dũng cảm và thông minh. Nhất Nhân Chi Hạ. Có những người sở hữu sức mạnh đặc biệt trên thế giới này. Sở Lam là một người trong số đó. Bởi vì phải ẩn giấu sức mạnh của mình nên cậu đã sống một cuộc sống cạnh những người bình thường. Nhưng một ngày anh lại bị thây ma tấn công trong một nghĩa địa và phải bộc lộ sức mạnh của mình. Sau đó cậu đã phải đấu với một cô gái bí ẩn dùng dao bếp, nên đã thực hiện theo lời của ông, chỉ dùng sức mạnh khi tính mạng nguy cấp để đấu với cô ta. Kể từ đó cậu luôn bị truy đuổi bởi những lũ thây ma và những kẻ lập dị. Và khi tới trường đại học lại gặp cô gái đầy bí ẩn đó một lần nữa. Người Yêu Thiên Kiếp Của Tôi là một phim được chuyển thể từ bộ manhwa Song Tu Đạo Lữ Của Tôi, rất được thu hút độc giả. Nội dung phim bắt đầu khi một thiếu niên tên là Mã Anh Hùng xuất hiện, hiện đang theo học tại một trường trung học có tiếng. Một ngày nọ, let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
Faye xuất hiện trong phim là một nhân vật chính. Ô Minh Lộ là học sinh trung học, vì nói dối quá nhiều nên bị thành phố nhận định là kẻ ác, gặp phải sự tấn công của những nghiệp chướng tà ác. Thành phố Faye phái những người giám sát nói dối Liên Ân đến trợ giúp Ô Minh Lộ sửa tật xấu, nhưng hai người dần bị cuốn vào những bí mật không thể cho ai biết.